Thoáng qua lại sắp hết năm, chỉ còn vỏn vẹn hơn 100 ngày trời là lại Tết Nhất đến nơi. Một năm cứ thế bốc hơi nhẹ nhàng, công việc thì vẫn ngổn ngang, chi tiêu thì lắm mà làm chẳng ra. Một năm cứ thế trôi qua, chẳng gì thay đổi ngoài già thêm đi.